Dạ hello mấy anh chị. Dạ em là Hoa Hồng Đen đây. Hiện tại là buổi sáng hôm nay là ngay quán Tiểu Hổ nha mọi người. 20 tháng 5. Rồi ông cứ nội ơi, chưa mua ông cứ nội chở lòng cho sẵn luôn. Bữa nay khô máu rồi mấy anh chị ơi. Nè. Meo. Đây là những bé mèo ở đây nè mấy anh chị ơi. Dạ Hoa Hồng Đen nói trước nha. Chắc chắn là mình sẽ không cứu hết được tất cả các bé ở đây rồi. Tại vì ở đây là quán nhậu, người ta sẽ bán và người ta sẽ giết đi một số, không thể nào bán hết cho mình được. Cho nên cái nào Hoa Hồng Đen nói trước, để em thôi có cứu thì mấy anh chị quay lên. Mấy anh chị nói tại sao sao mà cái clip mà kêu cứu với lại cái clip mà cứu về nó khác. Thật tình mà nói, nếu mà có điều kiện hoặc là cứu được thì Hoa Hồng Đen sẽ không chừa bất cứ bé nào hết. Đều muốn đón mấy bé về để cho các bé an toàn. Để sống thì sống mà chết thì chết. Mình không có suy nghĩ giống như là cứu về mà không sống này mất mát đâu này nọ. Thật ra tại vì mấy anh chị phải hiểu một điều là bản chất của con mèo nó hung hăng, nó sẽ tự vệ rất là cao. Mà nó bị bắt như thế này thì chắc chắn là nó đã bị cái gì đó, nó bị thuốc hoặc là nó bị bắn điện, nó đã bị xâm hại cái cơ thể của nó rồi, cho nên là nó mới nó yếu đi thì người ta mới bắt được nó. Cho nên mà đem về á thì cứ đứa nào mà đủ sức thì nó sống, còn đứa nào mà nó yếu thì nó chết là chuyện rất là bình thường đó. Nhưng mà có nhiều chị á nói với em là nếu mà được cứu về mà nó chết á thì uổng công lắm, uổng tiền. Thật ra thì ở đây là vấn đề nhân đạo mấy anh chị thì thay vì nó sẽ bị giống như hành hạ trước khi chết, bỏ vô cái máy mà vật lông của những người buôn bán như thế này thì nó sẽ chết một cách đau đớn. Thì mình giúp nó cũng tương tự giống như mấy anh chị phóng sanh thôi. Mấy anh chị cứu xong mấy anh chị giao qua cho em thì em sẽ chăm sóc. Bé nào sống được thì sống, còn sống không được thì chết. Nhưng mà ít ra mình cũng cho bé chết một cách không có đau đớn, và mình cũng lo trọn vẹn cho bé hết một cái kiếp nó. Thì Hoa Hồng Đen chỉ muốn là mấy anh chị hiểu rõ như vậy, chứ em cũng đâu có ý gì mà giống như ra quay như vậy xong rồi cứu về có bé chết để phí tiền mạnh thường quân. Thật ra thì mỗi ngày ở đây thì em đã chứng kiến cái cách mà họ bắt các bé và cái cách mà họ xử các bé chết như thế nào. Thì đó là cái chuyện mà Hoa Hồng Đen chứng kiến mỗi ngày, cho nên là Hoa Hồng Đen thấy được cái sự đau đớn của các bé. Cho nên là hy vọng là các anh chị mỗi người một ly nước hay một bữa sáng để mình là tạo phước để cho các bé thoát khỏi cái cảnh mà địa ngục, mà bị giết, bị giam cầm như thế này đó. Nhưng mà ở đây là tự nguyện nha mấy anh chị, Hoa Hồng Đen không có ép đó. Còn mấy anh chị nào ủng hộ thì Hoa Hồng Đen cảm ơn, còn không ủng hộ thì xin mời lướt qua, chứ đừng có vô nói nó này nó nọ mệt lắm. Tại vì á cái gì cũng vậy hết á, mình làm phước thì mình không có tính toán, mình không có, còn mình không làm thì thôi, đừng có mà vô nói này nói nọ. Tội nghiệp của ông Đen cũng như tội nghiệp các bé. Đây là những bé mèo đang nằm ở đây là chờ tới lượt mình. Tại vì á có khách lại là chỉ cần chỉ con mèo thôi là bắt đầu là ông ra ông bắt, ông đem vô ông giết đó. Hoặc là số mèo ở đây ông sẽ không bán hết, ông sẽ bắt một số nào đó ông giết để ông làm thịt sẵn, ông bỏ tủ lạnh để chiều ông bán. Cái gì vậy con? Cái gì vậy con? Meo. Meo meo. Meo. Con kiếm gì á? Hả? Bơm được con, bèo sữa thì được.
Ê, mày đừng cắn chị nha. Sao á? Ôi, giành nhau hả? Giành nhau để cho vuốt hả? Sao con? Sao? Hả? Sao? Cứu hộ ơi, cứu hộ à. Trời ơi, cứu hộ bạn áo dơ vậy hả? Hả? Gì? Dao meo. Trời ơi, tội nghiệp ghê không? Tranh nhau à. Đừng sợ nha, đừng sợ nha. Mấy anh chị ơi, em bị nó quất hoài à. Giả bộ nó hiền hiền đưa tay vô nó quất hoài gì. Meo. Meo meo. Meo 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 đây không? Này bạn thân ơi. Xuống đi. Đây. Rồi mấy chị ơi, nhiều quá rồi. Rồi, bây giờ Hoa Hồng Đen sẽ up cái clip này lên. Thì mong rằng chủ của bé, nếu mà may mắn thì chủ gặp được, chủ ra đây chuộc. Còn nếu mà không may mắn thì mong các anh chị chung tay xin hãy cho các bé mèo một cái cơ hội. Cái cơ hội cuối cùng. Mèo đen này nè là bả bán 220 một ký nha mấy anh chị. Còn mèo này ngày hôm nay bả lên 130.000 một ký. Bả la là do mưa quá, người ta đi săn bắt không có được. Cho nên là giá của mấy bé này bây giờ nó đang cao ngất ngưỡng luôn. Một bé như vậy là tầm 4 ký, không biết ăn còn đủ không biết nữa. Xong một lát nữa em còn phải đi bác sĩ nữa. Bé mèo ngày hôm qua bị gãy chân á mọi người, với lại bé lết, một bé chó lết, em phải đưa đi bác sĩ nữa, cho nên là em phải rút ngắn thời gian á. Mong là mấy anh chị sẽ giúp đỡ trường hợp này để cho các bé được sống. Sống ít hay sống nhiều gì cũng vậy,